kênh nghe truyện hay, quỳnh rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh nghe truyện hay. thưa quý thính giả, việc tìm kiếm cho mình một người bạn đời để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc luôn là mưu cầu chính đáng và đáng được trân trọng, cho dù ở độ tuổi nào đi nữa. tuy nhiên cũng cần sự tỉnh táo và sáng suốt để có một lựa chọn đúng và phù hợp, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Chuyện ngắn, dở chứng của tác giả Nguyễn Thế Hoàng mà quý vị nghe sau đây là một câu chuyện vui, dở khóc, dở cười về một người đàn ông đi tìm vợ ở tuổi 72. Quý thính giả hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Ông Cần đã quá vợ 5 năm, Nay thì ông đã thất thập cổ lai hy Lứa tuổi xế bóng của ông Nếu ở Việt Nam Đã chống gậy nhìn cuộc đời sắp kết thúc Trong chuỗi dài núi tiếc quá khứ Nhưng ở xứ này Đời sống vật chất có dư thừa Nên non ông còn quát thước lắm dáng ông rong ròng cao Da rẻ có chút hồng hào Có điều dáng đi của ông mất vẻ khoan thai đôi lúc bước chân như lún xuống, khắp khảnh, bởi xương cốt trễ biếng, mệt mỏi. Ông cần cố gắng tập thể dục sáng chiều, chịu khó sửa sáng đi cách đứng, cố níu kéo lại chút nào như thời son trẻ. Hàm răng thưa thớt, chiếc dụng chiếc long xa, không được thẩm mỹ cho lắm, khổ sở cho việc nhai thức ăn chịu chạo. Ông cần đến nhà sĩ lắp ráp bộ răng xương đều đặn nõn nà. Nhờ bộ răng ngà ngọc, khiến nụ cười tuổi già héo hát, có thêm chút duyên già, ăn uống ngon lành trơn chu. Lầm trầm vài trọn tóc mây lưa thưa, mong manh trên da đầu bóng lưỡng. Ông cần thấy chướng mát, lặn lội tìm thuốc mọc tóc, dị mọ, xoa xoa nắn nắn, đêm ngày không nản trí, Ông cần tốn công tìm tòi, thăm dò tìm mua nhiều loại thảo dược, ngâm rượu, đầy áp, trục hũ, xếp hàng trong tủ chè. Sáng chiều ông siêng năng uống, cùng với những viên thảo dược, xâm nhung, tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn, lọc nhung tinh, mật gấu, thuốc sáng mát, sáng tai, thuốc đen tóc, cho da rẻ hồng hào thêm, ăn ngon ngủ ngon, bồi bổ gân cốt, phục hồi sinh lực, cải lão hoàn đồng. Đâu chừng thời gian ông cần như đang trên đà hồi xuân. Mà thật, ông cần cảm thấy mình như hồi xuân thật đấy. Lúc nào tâm hồn ông cũng phơi phới, gặp ai ông cũng muốn gần gũi trò chuyện dâm ran. Yêu đời, yêu thiên nhiên cây cỏ, yêu cảnh vật quanh mình, yêu giấc ngủ nồng nàn đầy mộng đẹp. Yêu và yêu để cuộc đời đâu còn xây bóng. Ông được mọi người khen tuổi già của ông đang lột xác. Bạn bè đồng niên đồng tuế nhìn ông, ai cũng thèm muốn được như ông. Những bà sồn sồn gặp ông ưa trêu chọc, cười duyên híp mắt, đấu hót vài câu bâng quơ. Cả lũ cháu ngoại của ông cứ suýt xoa khi thấy ông. Đứa nhỏ bá cổ bá vai, đứa lớn thì thầm khen ngoại lúc này đang độ hồi xuân trông đẹp lão lắm từ ngày định cư ở xứ sở này vợ ông người đàn bà đảm đang tháo phát miệt mài cùng ông tạo nên cơ nghiệp ông bà tạo được ba ngôi nhà trong đó hai ngôi đã trả dứt nợ đang cho thuê một tiệm sách báo băng nhạc tranh ảnh dụng cụ âm nhạc khá lớn lợi tức hàng tháng vào cũng đậm. Hai ông bà sống đầy đủ thoải mái bằng lợi tức tiền cho thuê nhà. Tiệm sách báo hàng tháng vẫn còn dư ra. Hai ông bà cần sinh hạ ba người con. Hai cô con gái đem từ Việt Nam sang đã lập gia đình, có cơ sở làm ăn vững vàng, với một lũ cháu ngoại hiền lành chăm học. Cháu ngoại lớn nhất cũng đã 18, nhỏ nhất cũng lên ba nay mai rồi ông cũng được lên chức cố như bao nhiêu bạn già khác thằng con trai duy nhất của ông nay đã ham lam yên bề xa thất sau khi bà vợ qua đời ông giao vợ chồng thằng con trai coi ngón tiệm sách báo dưới sự kiểm soát của ông hàng ngày tiền bạc mua vô bán ra ông cần quản lý chặt chẽ ông trả lương tháng cho con trai con dâu theo quy chế công nhân. Ông lại còn giúp vợ chồng nó có nhà riêng đâu xa đó. Hàng ngày rảnh rỗi, ông lái xe loanh quanh trong thành phố. Đôi lúc tạt qua tiệm sách báo coi trong ngó ngoài, kiểm tra công việc. Năm khi mười họa, ông ghé vào hai ngôi nhà đang cho thuê xem xét, hỏi han người chủ thuê đôi câu xã giao lấy lệ. Còn lại thì giờ ông quanh quần với mấy bạn già xây bám, vô công dỗi nghề, đàn đúng tán dóc ở mấy quán cà phê, qua điếu thuốc lá phì phèo, lân lân nụ cười não xà an chi, xem đời như giấc cây vàng đã chín. Cuộc vui còn tiếp diễn bên ly rượu đĩa bồi, tại nhà hàng tử quán, chiếm gần trọn thì giờ nhàn hạ của ông, với nhiều người, già có, trẻ có chuyện trên ngàn dưới biển ni thia chuyện từ đông sang tây không bỏ sót một mảy may nào nhưng lý thú và hấp dẫn nhất thường ngày là câu chuyện đàn ông con trai kể cả những vị tuổi hạt gần đất xa trời da mùi tóc bạc tay chân run dậy mắt mờ răng xuống đã và đang về việt nam cưới vợ ông cần nghe ngóng từ nhiều phía bàn bạc góp ý hỏi han thật hấp dẫn xôn tụ chính là một vấn đề thời sự nóng bỏng sôi động đã và đang xảy ra bao nhiêu năm nay ở cách cộng đồng người việt ra vàng mũi tẹt nghe nhiều từ mọi nơi nhập tâm đã đánh động lòng ham muốn thèm khát của ông cần thử bước thêm bước nữa có chết chóc gì ai chứ tội gì phải chịu cảnh cô đơn chiếc bóng trong ngôi nhà lạnh lẽo từng đêm chả có gì là khó khăn, nhiều khê, có tiền thì mộng át thành. Ông còn đủ sức phiêu lưu mà, chứ không phải như mấy lão già cọm dọm, khi nghe ông hạ quyết tâm hành sự lại cười biếm nhẹ ông, cho là ông thuộc loại giả dịch, giả mất nét, giả bất lực, giả dệ, hết xí quách rồi mà còn ham ông cần oang oang trả đùa bốp chát ai giỏi cùng tôi đọ sức nè gừng này càng già càng cay quán khói bảy mươi có của cũng vừa mười lăm màn lị mai mốt tôi mang về một thục nữ yểu điệu đào tơ thì mấy ông đừng có chép miệng thòm thèm đó nhen một ông bạn già trong bọn cười ồ chọc nè già cân mấy mụ già trầu tèm hem đang chờ ông đưa vọng lọng về trước làm đám ma đó ông cần chư gái tơ sồn sồn thấy ông là thưa bác thưa ông thì còn làm ăn cái nội gì ông cần càng huynh hoang không kém đây này cái mắt việt kiều là bùa hộ mệnh xanh xanh bao nhiêu cũng lọt được hết cần này sẽ rước sang đây một em nõn đường tuổi vừa đôi chín xinh xinh như mậu bảo đảm trăm phần trăm ăn chát dứt lời ông cười hì hì khoái chí thao thao thuyết giảng cho đám bạn già đang ngẩng cổ ngóng nghe từ ngày bà má bầy nhỏ mất nghe được chuyện này tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi thà cưới một cô trẻ đẹp nõn nà ở việt nam qua dễ dạy dễ sai khiến còn dễ bắt nạt ăn hiếp dễ làm tình làm tội. Nó còn chiều chuộng hầu hạ hết mình, lại gái tư thơm phức, ngon lành. Còn đàn bà ở đây hả? Thì như mấy cụ cũng biết, quả là ăn hiếp bắt nạt, lên mặt với chồng ghê gớm. Đâu có dễ gì khơi khơi cưới mấy bà được. Chẳng ăn trăng quấn lắm các cụ ơi. Phải có nhà nè, có xe xịn nè, tiền bạc đầy áp trong ngân hàng họ mới chịu tôi hãy sợ tính kiêu kỳ hách dịch vòi vĩnh đua đòi treo cao giá ngọc lên chín tầng mây của họ đó mấy ông ơi thôi thì cho họ ế suốt đời nằm queo rong rêu phủ kín là vừa ai biểu một ông bạn già mắt mùi hom hem lên tiếng phản đối già cần nói tầm bậy người ta lấy nhau ào ào không thấy sao Nổi nào vung nấy. Tại cái vung của ông chủ không vừa, còn than thở cái nỗi gì. Ở đây chưa ai thấy cái nạn trai thiếu gái thừa, trai thừa thì có, nên mới xảy ra cái tệ nạn, đàn ông con trai, kể cả mấy lão tuổi hạc xế bóng hoàng hôn. Đang sắp hàng rồng rắn võng lọng ngây ngang, tiến mạnh về hướng Việt Nam, rước nàng thục nữ về sinh hú hí thật là ngon ơ nghe ông bạn già lẩm cẩm nào đó vừa mới nói chắc giọng ông cần như thầm ý quá chừng miệng cười toe toét phô bộ răng xương vừa mới cấy cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng này này ông bạn già ơi điều đó mới là thể hiện tấm lòng bác ái xả thân cứu giúp bao nhiêu trăm ngàn đàn bà con gái việt nam mới tuổi 14, 15 trở lên đã bị bán đi làm đĩ, đi làm cô dâu nô lệ tình dục ở xứ người để cho bọn đàn ông xứ đài, xứ Hàn, xứ Ma, Hồng Kông, Campuchia gì đó. Dày xéo nhớp nhơ bao tấm thân ngà ngọc trinh tiết, thật uổng thiệt, ông lại không biết mình làm ơn làm phước cứu giúp được người nào hay người đó. Tôi cũng đang là một thành viên đây Có ông bạn già nào nữa làm kẻ đồng hành không? Cả bọn ngồi ngóng mặt nghe vỗ tay rôm rốt Tán thường cho cái mắc dịch dở chứng của ông già cần Độ tuổi thất thập hiếm hoi Họ nhao nhao diễu cợt ông Là loại già mất nết Sắp chui xuống lỗ mà còn ham Ông cần không giận Còn vui miệng bảo còn sống còn thở là còn yêu yêu cho đến giây cuối cùng chui vô hòm mới gút bài mai lớp có ai cấm mình yêu đâu già thì già chân già tay già mặt già mày nhưng quả tim thì vẫn phơi phới xuân tình mấy ông ạ à. ông cần nói sao có đó ông mất hai đêm bóp chán thảo lá thư dài mùi mẫn kể rõ sự tình nỗi cô đơn quá bụa để gửi cho một người bạn già đồng niên tuế thân thiết cùng đơn vị ngày xưa đang ở việt nam tìm dù mối hàng thư gửi đi ít ngày ông ra dịch vụ chuyển tiền một ngàn mỹ kim làm quà cho ông bạn và hứa hậu tạ bạn hiền khi công việc kết thúc ông chờ đợi từng ngày kết quả lá thư gửi đi và hơn tháng sau ông mới nhận được tin vui Thư người bạn báo, đã tìm được đóa hoa hàm tiếu nõn nà. Nàng tên Hoa, vừa tròn 19 xuân xanh phơi phới, nhan sắc óng ả à như trăng rằm. Dân biệt vườn miền Tây Nam Bộ, nhà nghèo lắm nên mới chỉ học đến lớp 9. Nàng phải ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc trong nhà. Ăn không ngồi rồi trong lúc cha mẹ đầu tắt mặt tối, kiếm cách ăn cái mặt. Nàng nảy sinh muốn lấy chồng giữ đài, cứu gia đình thoát cảnh nghèo đói và được cha mẹ chấp thuận ý định. Người bạn già viết tiếp, ông được người quen mách bảo ông tìm đến nhà hoa. Sau khi kể lệ ý định cùng gia cảnh của bạn cho họ nghe, Hoa và cha mẹ nàng vui mừng chấp thuận ngay cuộc hôn nhân. Miễn sao ông con rể thương vợ và giúp đỡ gia đình thoát cảnh nghèo đói là được rồi. Ông già vợ tương lai hối thúc ông con rể Tiến hành việc cưới xin càng sớm càng tốt Nếu chậm Ông ta sẽ gả con gái mình cho Đại Hàn Cũng đang có người đến mai mối Thư viết tiếp Báo cho ông cần là Còn rất nhiều mối ngon hấp dẫn vô cùng Tuổi mới tròn trăng hơ hớ dậy thì Đề nghị ông có ai giới thiệu nhiều nhiều Dẫn về Việt Nam cùng chuyến Để giữa các nàng về bên đây mà hú hí tuổi già. Chậm chân là tụi Đại Hàn, Nhật, Hồng Kông, chúng nó bợ hết uổng lắm. Ông cần đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần, lòng mừng khóc khởi. Thế là bao nhiêu thuộc nữ Việt Nam đang ngóng chờ lấy chồng ngoại được sung sướng cuộc đời. Lòng ông đang trẻ lại như tuổi xuân được yêu. Tim ông rộn ràng thúc giục, phải nhanh tay nhanh chân, đời còn bao năm mà trần chờ uổng phí mau hưởng thụ không thì chết đi lại tiếc hùi hụi ông cần mơ màng hình dung cô vợ trẻ đẹp tương lai của mình hoa ơi nàng ơi nàng kiều nữ xinh đẹp bé nhỏ của ta ơi anh quyết sẽ rước em về ngự trị trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta tràn ngập màu hồng trong đám bạn già ông biết còn số các cụ cũng thèm cuộn lạ, cũng thấp thỏm mơ về Việt Nam cưới vợ trẻ đẹp cùng giấc mơ như ông. Nếu ông vận động thì khối cụ tháp tùng cùng ông về cùng chuyến. Nhưng thì giờ quá gấp, dù dê bản tính các cụ kéo dài thời gian sẽ lỡ mất cơ hội nghìn vàng. Ông cần âm thầm đi một mình sau khi thu xếp công việc về tới Sài Gòn, ông cần tìm ngay đến người bạn Mai Múi ở tận ngã 4 Bình Hòa. Lâu ngày hai bạn già gặp nhau, ôm nhau mừng rỡ. Ông thúc bạn ông là ông Hàn, ngày mai đi gặp cha mẹ vợ tương lai ngay, xem mặt cô vợ trẻ. Đêm đến, hai lão già gân khề khà tâm đáp bên mâm rượu thịt, chuyện trò dâm gian kéo đến quá khuya. Sáng hôm sau ông cần thuê xe 7 chỗ ngồi Cùng vợ chồng ông Hàn trực chỉ Mỹ Tho đến chợ gạo Tiếp tục đi sâu vào vùng quê Thanh Bình Gần trưa xe dừng trước ngôi nhà tôn vách đất Thấy có khách lạ đi xe hơi đến Vợ chồng chủ nhà bỡ ngỡ Nhưng khi nhìn thấy vợ chồng ông Hàn Họ đoán biết ngay sự việc Mọi người chào nhau vài câu xã giao, trong lúc ông cần đang sửa lại áo quần cho tươm tát hôm nay ông lên bộ vét màu than tím cả vạt thẳng nếp đi dài bóng tóc tai cũng đã mọc thêm lún vún vài sợi trải ép ra sau nét mặt núng nính vui cúi đầu chào vợ chồng chủ nhà trông ông rất đỏm dáng chủ khách vào nhà an tọa trên những chiếc ghế mộc chóc sơn chiếc bàn gỗ chảy vết loang lổ ông hàn lên tiếng giới thiệu chú thím tư ngàn đây là anh cần đại thương gia từ mỹ vừa về hôm qua hôm nay đến ra mắt chú thím để bàn chuyện hôn nhân của anh cần đây xin cưới cháu hoa con gái chú thím như tôi đã có lời với chú thím tháng trước lời giới thiệu của ông hàn như rơi vào thiên không nào ai có chú ý vì cả ba người đang lúng túng trong suy nghĩ về cách xưng hô. Đối với chú thím tư ngàn, nay chỉ mới trên bốn năm. Còn vị khách trước mặt, chẳng rể tương lai của gia đình, sắp xỉ bảy mươi tròn. Loay hoay vài giây, nhìn nhau ngượng nghịu, không biết phải xưng hô sao đây. Ông cần nghĩ có nên xưng con, hay tôi với cha mẹ Hoa cuối cùng bởi con tim mù quáng thúc giục ông thưa dạ thưa thưa anh chị tư đường giá xa xôi vạn dặm công ăn việc làm lần về lần khó cuộc sống bận rộn cu kỳ một mình hôm nay được anh chị hàn giới thiệu tôi đến xin cầu hôn với em hoa làm vợ anh chị tư chấp nhận và miễn thứ cho những sơ sót cũng như lễ lộc Cần gì, anh chị cứ nói để tôi lo. Ông cần cố gắng chỉ nói được chừng ấy. Nói mà ngựa mồm thấy mồ. Mồ hôi dịn hai bên thái dương. Chống ngực sập sình, quá ư là ngượng ngùng. Không còn tự nhiên trước mặt cha mẹ vợ, chỉ bằng tuổi con gái mình. Ông cần đâu phải dân nhút nhát. Ông đã bao lần vào sinh ra tử, ông đã từng va chạm bao cú sốc trong cuộc sống. Ông đã từng là xui xa đàn trai, rồi đàn gái, hình hoang nói đạo lý lễ nghĩa với mọi người. Vậy mà hà cứ gì, hôm nay lại bấn loạn tinh thần trước mặt mấy người nhà quê chân đất. Thím Tư Ngàn và bà vợ lão Hàn bụi miệng cười khanh khách khi nghe lão chàng rể tương lai, mặt mày đỏ lưỡng, ngượng nghịu tỏ bày. Chú Tư Ngàn nét mặt bình thản nghiêm nghị đáp lời. Cảm ơn ông anh cần. Tháng trước hai vợ chồng bác Hàn đến đây đánh tiếng trước xin con hoa nhà tôi về làm vợ anh. Vợ chồng tôi chấp nhận, mọi việc thì nên giảm tiện thôi. Anh lo tổ chức việc ra mắt họ hàng, dòng họ, bà con thân quen, đồng thời dẫn nhau ra xã làm giấy kết hôn để anh mang về Mỹ lập hồ sơ bảo lãnh con hoa về bên đó với anh. Vậy thôi. Mình làm gọn nhẹ như vậy là tốt, phải không chú Thím Tư và ông bạn già của tôi? Ông Hàn tiếp lời. Này anh Cần, dù gì anh cũng là con rể cưng của chú Thím Tư rồi đó. Từ lúc này, anh phải gọi chú Thím Tư là ba má mới phải phép. Còn e lệ gì nữa? Muốn có vợ trẻ thì phải uốn lưỡi, uốn lưỡi cong thêm chút nữa. Có được không? Ông không nghe tôi là mất vợ đấy. Được rồi, tôi nghe ông. Ông cần vừa trả lời, vừa quát mắt chừng lão già hàn xí sọp lắm chuyện. Ông rút trong túi áo xấp đô la 5.000 dày cộm đặt trên bàn trước mặt cha mẹ vợ, lúng túng thưa. Thưa ba má, tôi có chút ít gửi ba má, còn tiệc ra mát tôi sẽ chi trả. Mọi người lại một phen cười nghiêng ngửa, nhìn lão chàng rể xế bóng ăn nói lập cập, thấy mà thương hại. Ông cần sượng chín người, một lần trong đời, con tim quái ác nó hành hạ ông đến khắc nghiệt quá. Ông nhìn quan lão hàn như dọ hỏi là sao không thấy hoa? Thì cũng vừa lúc đó, hoa từ sau nhà bước ra chào mọi người. Giây phút đầu tiên nhìn thấy mặt cô vợ tương lai, son trẻ mà ông cần đang mơ nghĩ đến. Ông sững sờ ngây ngất, dáng sắc của hoa, Ông nghĩ gái miệt vườn sao mà đẹp lồng lộng vậy kìa. Tuy hoa không son phấn, quần là áo lượt, chỉ quần vải áo thô sơ, trông quyến rũ lạ đời. dáng nàng thon cao, đôi chân dài hấp dẫn ghê, nước da trắng như bông bưởi, cơ thể no tròn nở nang đầy đặn, suối tóc đen xóa dài quá thắt lưng. E ấp mấp mé khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen long lanh, đôi lông mày rậm đậm đà. Ú là la, đẹp ôi là đẹp. Ông cần lâng lâng cảm giác thèm khát. Đúng là lão Hàn đã nói, hoa là hoa khôi của trường, những năm còn học lớp 9 trung học ở cơ sở thành phố Mỹ Tho. Điều này khi về bên Mỹ mà trưng diện vào, vợ ta sẽ làm cho bao nhiêu lão già dịch ngơ ngẩn, nhảy động, rồi ùn ùn sắp hàng một về Việt Nam cưới vợ hết, không ai cản nổi cho mà xem. Ông Cần đứng dậy thập thò trước mặt kiểu nữ miền sông nước Tiền Giang, chúng chính đôi môi run run. Chào em Hoa, anh là Cần, đến để xin ba bá cưới em về bên Mỹ với anh. Dạ chào ông, Hoa cúi đầu lý nhí đáp. Ba má đã nói chuyện này Em bằng lòng chứ hoa Cô gái 19 xuân xanh mơn mờn Thơm như mối mít tố nữ Trong mày lộ vẻ chẳng mấy thích thú Trước lão già đáng tuổi ông ngoại Ông nội Sẽ là chồng của mình trong suốt cuộc đời Nàng hời hợt đáp Chẳng biết nữa Do ba má quyết định Ông hỏi ba má Mọi người tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí chẳng mấy tự nhiên. Ông Cần mời mọi người lên xe ra thành phố Mỹ Tho làm một chầu ăn tối sao hữu để củng cố sự gần gũi thân mật. Ba ngày sau, việc ra mắt diễn ra với hơn 300 thực khách tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố Mỹ Tho. Mọi người chúc tục lão chàng rể có duyên với được cô vợ quá trẻ quá đẹp. Bên cạnh những lời dèm pha bướm nhẹ, đôi đũa lệch, chiếc vắn chiếc dài. Già mắc dịch, già dê sồm, già bất lực hết sĩ quách. Chồng già vợ trẻ là duyên, mai kia ông chết, của tiền về tôi. mặc họ bình phẩm khen chê, chẳng làm cho ông nhụt trí khí. Ông chỉ cần biết ông đã vớ được cô vợ trẻ nõn nà và lâu đài hạnh phúc tràn đầy của ông ở cái tuổi xế bóng hoàng hôn có điều ông hết sức bực mình họ đã phung phí quá lố cho cái tiệc ra mát khiến ông đã phải trả hơn chục ngàn mỹ kim đau ơi là đau làm giấy kết hôn xong ông cần xin ba má vợ đưa hoa đi sài gòn mua sắm nữ trang quần áo son phấn Bà mẹ Hoa không muốn để con gái đi một mình, cứ bám sát Hoa, làm lão cần chẳng sơ mũi gì được, với cô vợ trẻ hơ hớ, ngay cả cái nắm tay cũng chưa được, lại còn tốn thêm mớ tiền khá đậm, sắm sửa cho bà mẹ vợ kỳ đà càng mũi. Chỉ trong một tuần lễ, ông Cần đã lo xong công việc cưới vợ. Ông chọn lại Mỹ gấp lập hồ sơ, gửi sở di chú Hoa Kỳ bảo lãnh cô vợ trẻ. Ông cũng đã ủy thác Lão hàn lo giấy tờ dịch vụ cho Hoa tại Việt Nam và hai người sẽ liên lạc khi cần thiết. Cũng phải chi mất một số tiền không nhỏ cho lão Hàn. Chưa chi, ông Cần đã mất chọn 35.000 Mỹ Kim mang theo. Ông ước tính cũng sẽ mất thêm một khoản tiền kha khá nữa, và thời gian chờ đợi độ một năm và ông mới đến được với ông trên đất Mỹ. Ông cần thức giấc sau giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Khuya hôm qua ông phải thức suốt đón hoa tại phi trường từ Việt Nam sang. Gặp lại hoa, sự mệt mỏi và bệnh tật trong người ông tan biến. Ông vui mừng khôn xiết, nói cười huyên thuyên, vì từ đây hoa đã thực sự ở trong vòng tay của ông nhưng khi nhìn sáng vẻ bơ phờ, đôi mắt nai tư thờ ơ vì say sóng ói mửa vì mệt mỏi từng chặng đường vì đã bị cảm thương hàn trước mấy ngày ra đi ông lo lắng đưa vợ về nhà ngay cạo gió uống thuốc và nằm nghỉ ngơi trong phòng ngủ ông nằm bên cạnh trên giường với hoa vì bệnh hành ngất ngư vừa mệt mỏi quá độ ông là người thiếp đi trong giấc ngủ Bây giờ thức dậy, Hoa vẫn còn ngủ mê trong chăn ấm. Ông cần ra ngoài làm vệ sinh, đi bách bộ 10 phút, trở lại ngồi tại phòng khách uống ly sữa tươi. Ông suy nghĩ thân phận mình, gần nửa năm nay sau khi ở Việt Nam về, ông bị bệnh tiểu đường hành hạ đến kiệt sức. Ông còn mắc thêm chứng đau bao tử mà bác sĩ bảo rằng ông uống quá nhiều các loại thuốc ngâm rượu các loại thuốc viên bổ bồi bổ sinh lực nên bao tử đã bị nét trầm trọng. Hai chứng bệnh mắc dịch này hành hạ ông cần, ngày đêm đau đến nỗi có lúc kêu trời không thấu. Tuổi già sức yếu, tiết trời thường thay đổi, ông hay bị cảm cúm, nhức mỏi rũ liệt cơ thể. Đôi lúc ông nằm liệt giường không còn thiết gì nữa, ông cần đau khổ không ngờ sức lực ông độ này giảm sút trầm trọng da rẻ nhăn nheo chân tay thường khi lập cập run dậy giảm sút năng lực ham muốn như năm vừa rồi những bất hạnh dồn dập xảy ra trong lúc vợ ông vừa qua việt nam ông cảm thấy buồn buồn tức tối cho mình không còn cảm thấy hứng thú bên cạnh cô vợ tràn trề sinh lực Lúc gặp nhau ở phi trường, Hoa đã ngỡ ngàng hỏi: "Sao lúc này trông anh ốm và già dễ sợ?" Nghĩ vơ nghĩ vẩn, rồi tự an ủi, dù sao mình cũng có được cô vợ trẻ đẹp bên cạnh trong cuộc sống chắp nối cuối đời. Có điều chuyện về Việt Nam cưới vợ, ông cần giữ kín, con cháu và người ngoài chưa hề hay biết bây giờ công việc ông đã làm và sự có mặt của hoa trong nhà này ông phải nói sao với lũ con cháu ông suy đi tính lại rồi gật gù cho cái lý thân già quá bụa cần một người đàn bà sớm hôm kề cận chăm sóc nhau vui cảnh xế chiều con cháu chấp nhận hay không rồi cũng đâu vào đó cả tuổi tác có tranh lệch là chuyện thường Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác Hai kẻ yêu nhau có sự đồng cảm bằng lòng là đủ Luật pháp Hoa Kỳ chẳng bắt bẻ chuyện này Ông bước thêm bước nữa là quyền của ông Ai có quyền cấm cản Con cháu không thông cảm Lại nỡ làm tình làm tội ông sao Hoa từ phòng ngủ đi xa dáng bơ phờ mệt nhọc Ngồi xuống ghế đối diện Ông cần hăm hở bước đến vồn vã vuốt mái tóc vợ chảy dài xuống lưng đen mướt. Em có khỏe được chút nào không? Anh đưa em đi bác sĩ. Đi đường xa thay đổi khí hậu, lại đang cảm thương hàn. Anh lo lắm. Hoa lắc đầu. Em đem thuốc uống mỗi ngày đây. Em cần nghỉ ngơi vài ngày, em khỏe lại hả? Nói xong, Hoa vít đầu ông cần hôn phớt trên gò má hóp của ông ông ôm gì hoa thật chặt vào lòng vuốt ve âu yếm cơn đau bao tử dâm gian lại hành hạ khiến ông mất hứng thú lần đầu tiên trước cơ thể đầy đặn căng cứng thơm phức của vợ đang thách thức cảm giác mời gọi mùi hương trinh nữ từ cô gái dậy thì thoang thoảng áp vào mặt mũi khiến ông cần đê mê chết cứng chịu không nổi Ông dáng cả sức lực trong người, ghi hoa thật chặt vào lòng, ve vuốt, mân mê, nắm bóp bấn loạn cùng khắp cơ thể săn cứng của hoa để cố tạo sinh lực ham muốn thể xác. Nhưng sức lực của ông chồng già chỉ đến chừng đó, chừng đó, ngưng lại rồi giảm dần như quả bóng gì hơi, đến không còn tiếp tục làm ăn được gì khác nữa ông dịu mặt tủi thân cho sức khỏe tàn tạ với hai căn bệnh trời ơi của mình đã trên đà bất lực hoa thì đã nhìn thấy rõ nỗi đau khổ chán trường của lão già hết sĩ quách này đáng thương hại cho ông ta mới chỉ một phút bên vợ mà ông đã muốn đứt hơi ông trở lại ghế ngồi thở hổn hển hoa nhau mắt liếc tình ông nhõng nhẽo chưa chi anh đã vờ người rồi Giáng sức không chừng đất gân máu Em sống với ai đây? Có muốn gì thì cứ thùng thẳng Khỏe khoắn trăm người Ông cần khoát tay Đâu có sao Anh dáng chữa sức bệnh Bồi bổ bồ lại sức khỏe Là em sẽ mệt với anh dài dài nghe chưa? Hoa bụng miệng cười sảng sạc Được rồi, em chờ anh coi ai mệt với ai cho biết hoa rào mắt nhìn quang cảnh nhà buột miệng khen nhà anh đẹp quá ở việt nam làm gì có được nhà như thế này ông cần phòng mũi nhà này là của em không phải mà ông cần phòng mũi nhà này là của em không phải một mà là ba ngôi nhà như vậy đều của em Tiệm sách báo là của em, tiền bạc trong ngân hàng là của em, và tất cả là của em. Tính ra cũng hơn trăm triệu rưỡi đô la đó cưng. Nghe ông cần đòn hót, Hoa nghĩ thầm, mai mốt ông chết, của tiền về tôi là cách chắc, khỏi cần ông phải giới thiệu. Cứ giữ cái giấy hôn thú cho kỹ là ăn chắc. Hoa nói bâng quơ anh nói thế, em biết thế, còn lũ con của anh nữa, phải chia cho chúng chứ. Ông cần khoát tay ngoài ngoại. Không, không bao giờ. Ở Mỹ không có chuyện để của, chia của cho con cái. Ai làm đây ăn đâu như ở Việt Nam. Anh chết, anh viết di chúc giao toàn bộ tài sản này cho em. Anh muốn cho đứa nào tùy ý, không cho cũng được, không đứa nào có quyền tranh giành. Nếu em không nhận, anh giao cho hội từ thiện. Có tiếng xe hơi ẩm ĩ trước nhà. Ông cần nhìn ra hướng cửa sổ. Ba chiếc xe của ba gia đình ba đứa con đang đậu dọc trước nhà. Lũ chúng nó đủ mặt đang ảo ạt à xuống xe tiến vào nhà. Ông cần sững sờ, mặt biến sát, chợt nhớ ra. Chết rồi, hôm nay sinh nhật của ông. Tuần trước chúng nó hẹn đưa ông đi biển, đại ăn nhà hàng, mua quà tặng mừng sinh nhật thứ 72 của ông. Cứ mãi lo cô vợ trẻ, ông quên khuấy đi mất. Hai tay rượt rượt, đôi môi run run, ông lắp bắp tiếng được tiếng mất với hoa. Lũ lũ con cháu, nó đến đủ mặt. Hôm nay sinh nhật của anh, chúng chúng nó đến dẫn anh đi mừng sinh nhật luôn dịp anh giới thiệu em với tụi nó. Lũ con cháu ùa vào đứng đầy phòng khách. Chúng thấy Hoa, nhìn chân chối. Hoa đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng hở hang, nhầu nát, tóc tai lòa xòa. Chúng thi nhau hỏi cha. Ai vậy ba? Ba đem cô này về làm gì vậy? Bồ à, bồ của ba. Cô nào đây hả ba? Trông giống như ở ngoài đường. Ba đem gái ăn xương về nhà đây Hai cô con gái lớn hỏi tới tấp tớ. Lũ cháu ngoại chạy đến bá cổ ôm tay ông ngoại Níu lo vòi vĩnh hỏi han Riêng diễm Đứa cháu ngoại gái tuổi đã 18 Nhìn hoa không chớp mắt bĩu môi khinh khỉnh Có lẽ nó nghĩ hoa là gái điếm Thằng con trai tên Mẫn và cô vợ cũng như hai chàng rể cứ cười tùm tìm nhìn hoa rồi nhìn ông Cần với những ý nghĩ không mấy tốt. Ông Cần lấy lại bình tĩnh, líu lưỡi. Đây là hoa, là má, má của các con. Ba cưới ở Việt Nam vừa sang, các con mừng cho ba. Cả bọn đồng ô lên thẳng thốt, bĩu môi khinh bỉ. Má gì mà trẻ mang, miệng còn hơi sữa vậy ba? Má chỉ bằng tuổi con diễm chóng ngoại ba. Con không chấp nhận, con phản đối, con phản đối. Già dạ rồi bạn lại giở chứng, không sợ thiên hạ cười. Còn cái cô này, thèm đi Mỹ, dụ dỗ ông già hả? Cứ thế, một đứa một câu ào ào như vỡ chợ. Hoa cảm thấy chóng mặt đến khiếp đảm, những lời dèm pha chửi mắng và hỗn hào của lũ con cháu ông Cần. Đôi mắt Nai Tư thất thần nhìn ông Cần cầu cứu. Nàng bật khóc dấm dứt rồi vụt chạy vào phòng. Mẫn dõi theo chân hoa, có ý để chấn an, nhưng nàng đóng mạnh cửa phòng ngủ. Thấy lũ con cháu phản ứng mạnh, ông cần nạt. Tụi bay im đi, không chấp nhận thì thôi. Đi, đi về hết lũ con cháu đâu cần nghe chúng cứ lầy nhầy câu này câu kia với cha già ham he đòi đuổi hoa ra khỏi nhà tức khác không thì chúng sờn tóc rạch mặt chùm bao bố thả sông chặn đường bêu xấu cho biết mặt mẫn lần bước sát cửa phòng ngủ nghe tiếng khóc giấm dứt bên trong mẫn nói vọng vào cô đừng khóc nữa chẳng có gì mà sợ lũ con cháu ra xả một hồi chán chê, đồng kéo nhau ra về. Kỷ niệm sinh nhật của ông Cần như hủy bỏ, chẳng ai nhắc đến vì tai ách dở trứng của cha già trái tai gai mát. Ông bị cú sốc quá đậm, không còn nói được lời nào, ngồi chết chân trong lòng ghế như một pho tượng đá. Họ về hết rồi, tiếng mẫn rục, mở cửa ra đi cô Hoa, Hoa hé cửa nhìn ra ngoài Rồi nhìn sữ mẫn Cũng đang nhìn nàng Hai ánh mắt chạm vào nhau Như tia sáng phản hồi Thoáng chút bâng khuâng Ngỡ ngàng thẹn thùng Mẫn đang bị cuốn hút trước nhan sắc rực lửa của cô gái xa lạ Qua lớp áo mỏng dính sát Hở ha Vừa lúc vợ Mẫn đến Dục chồng đi về Bi hài kịch trình diễn được ông chồng thủ vai chính làm cho hoa khốn đốn mất ăn mất ngủ khóc giấm dứt suốt ngày ông cần đau đớn tột cùng thêm hai căn bệnh quái ác hành hạ liên miên ông nằm liệt giường chẳng buồn ngồi dậy ngày tháng đi qua cứ đôi ba hôm lũ con ông thay phiên gọi điện thoại đến hăm he nhức mắng cô vợ trẻ của ông còn dọa ông không đuổi hoa ra khỏi nhà là chúng sẽ từ ông vì ông đã làm vần đục hương linh người mẹ của chúng ông cần vẫn ngày ngày chữa bệnh chăm chỉ bồi dưỡng sức khỏe hy vọng được tái phục hồi để một lúc nào đó đủ sức thỏa mãn nhu cầu với cô vợ trẻ hơ hớ cứ vài hôm ông lái xe đến bác sĩ khám mua thuốc trị bao tử bác sĩ yêu cầu ông phải mổ ông lại sợ không dám rồi ông đến đông y cắt thuốc trị tiểu đường cơ cực càng uống thuốc ông cần vẫn cứ gầy rạc ra bệnh tiểu đường ngày thêm trầm trọng gần như tê liệt thời gian đó mẫn vẫn thường canh chừng ông cần lái xe ra khỏi nhà là ập vào tán tỉnh hú hí với hoa từng giờ ông cần cưng chiều hoa rất mực ông đưa hoa dạo phố mua sắm ăn uống dự tiệc tùng hội hè đoàn thể ông vênh vênh hãnh diện đi bên cạnh cô vợ trẻ đẹp duyên dáng những bạn già của ông cần cứ chố mắt nhìn ông và cô vợ trẻ bàn tán khen chê trước một pha thời sự quá hot đang xảy ra rất ư là hấp dẫn ngày hoa thi đậu bằng lái xe Ông cần mua tặng vợ chiếc xe MV kép láng có gần năm chục sấp. Có xe, hoa lái một mình vào các chợ, nhà hàng để ăn uống, mua sắm trưng diện theo ý thích, đồng thời có cơ hội tiếp xúc làm quen rất nhiều người. Nhờ thế, hoa đang có được những cố vấn, những thầy đời bảo trợ tinh thần và tiếp nhận những hiểu biết mới trong cuộc sống. Hoa càng siêng năng học tiếng Anh lớp đêm, lớp ngày rút ngắn thời gian, tạo thế đứng tự lập, không nhờ vả bảo ai. Giờ thì Hoa đâu còn lo ngại lũ con cháu của lão Cần, chúng mà hung hổ làm bậy là cứ gọi cảnh sát. Một hôm ông Cần thấy vợ mình có sự khác thường, nhan sắc giảm sút, ói quẹ, chê cơm chê cá ông sinh nghi vặn hỏi hoa trả lời là không biết tại sao nữa do kinh nghiệm ông biết hoa đang có thai ông bấn loạn xây sậm khi nghĩ rằng từ ngày hoa về với ông đến nay tròn năm chưa một lần ông chăn gối với vợ cũng chỉ vì sức khỏe xa suốt bất lực có chăng ông chỉ ôm ấp vuốt ve vợ bên ngoài làm sao vợ mang bầu ông cần đau khổ tức tối bụng hoa ngày un cao rõ nét ông cần càng điên tiết ông giấu kín sự thể đâu dám phân trần cùng ai ông ôm hoa vào lòng đôi tay run run xoa xoa bụng vợ âu yếm than bắn thở dài anh chưa một lần ăn nằm với em mà sao em lại có thai nghĩ cũng lạ Hoa lắc đầu không biết Ông nhẫn nại Em cứ nói thật cho anh nghe Dù gì đi nữa Anh không làm tình làm tội em Anh cưng chiều em hết mình Anh lại đang lo cung cấp tiền bạc cho ba má ở Việt Nam Gửi tiền cho ông bà cất nhà Em là vợ anh Em thấy không? Nói đi em Trầm ngâm một lúc hoa ứa nước mắt lòng cảm thấy tội nghiệp ông chồng già nàng không thể giấu được đành nói thằng thằng con trai của anh đó anh nó luôn đến đây tán tỉnh và hãm hiếp em nhiều lần em ngất ngư em sợ muốn chết nó làm dữ quá không như anh đâu ông cần choáng váng mặt mày gần muốn xỉu ông gầm lên Trời ơi là trời, mẫn ơi là mẫn, mày, mày là thằng trời đánh thánh đâm, tao sẽ giết mày, thứ đồ loạn luân. Mày cả gan lấy vợ tao, cự hiếp mẹ kế của mày. Ông thả hoa xa, ngồi ôm đầu bứt tóc, gầm thét tức tối thảm hại. Kiểu này thì đâu còn mặt mũi nào, thiên hạ họ cười cho thúi đầu. Thôi thì hãy vụt mặt xuống vũng bùn nhơ, im hơi lặng tiếng, chứ biết làm sao. Đổ bể xa thì ôi thôi, chịu sao nổi cho mũi búa diều dư luận, kể cả lũ con cháu quỷ quái kia. Ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông hận thằng con khốn kiếp phỗng tay trên. Ông chưa làm gì thì nó đã làm rồi. Khốn nạn nhiều lần ông muốn tống cổ nó khỏi tiệm sách báo của ông ông căn dặn hoa chuyện lỡ làng đừng cho ai biết xấu anh thì xấu em thôi thì cứ coi là con của anh đến ngày sinh ông cần túc trực bên vợ mãi đến nửa đêm hoa mới sinh một bé trai mặc dù trong người ê ẩm mệt mỏi hoa nhìn ông cần chọc quê Thằng nhỏ này là con trai của anh Hoặc cũng là cháu nội của anh Đều đúng cả Anh dáng mà nuôi nó để nối dõi Ông cần cúi gầm mặt nhìn thằng bé đỏ hòn Thấy mà ghét Muốn bóp mũi cho nó chết phức cho rồi Nghĩ mà ông không dám làm Thằng bé ba tháng đã lật Lúc này hoa đẹp dữ dội Ai nhìn cũng trầm trồ mơ ước Đúng là gái một con trông mòn con mát, đã thiệt. Hoa càng ăn mặc trưng diện, xài phí và thường lái xe đi xong nơi này nơi khác. Ông cần thì cha còn ham muốn gì nữa, vì bệnh già cùng hai chứng bệnh quái ác kia, đành chịu lép. Một hôm hoa tính nhậm, mình đã đến Hoa Kỳ tròn 26 tháng. Đến lúc này, đã là thời điểm xã từ quán trọ hoa nhờ luật sư cũng chính là người tình đỡ đầu của hoa vừa quen được đẹp trai hào hoa phong độ đưa đơn ra tòa án xin ly dị ông chồng già bất lực ông cần nhất quyết không ký đơn tòa phán quyết cuộc hôn nhân gượng ép bất cân xứng loạn luân tác hại luân thường đạo lý cần giải tán tài sản chia hai, đứa nhỏ ra hoa nuôi nấng. Ông cần trách nhiệm cấp dưỡng đứa bé đến 18 tuổi tròn. Truy tố mẫn tội loạn luân, cưỡng dâm mẹ kế. Đơn ly dị kết thúc. Hoa nhận được ngôi nhà ông cần đang ở và tiệm sách báo cùng với số tiền trong ngân hàng được chia đôi vào khoảng 45.000 Mỹ Kim. Ông cần vật vã mình mẩy ngất xỉu đến chết đi sống lại. Ông dậm chân dậm cẳng, khóc lóc, nghiến răng, than thở, rền dĩ kêu trời không thấu. Vợ với con, khốn kiếp. Đang sống thành thơi an nhàn, trong tuổi già xế bóng, vật chất đầy đủ, con cháu thương yêu, đâu còn thiếu thốn gì nữa. Hà cớ gì sợ chứng thèm khát, để đến nông nỗi này. Ông bậm môi, đấm ngực, nghiến răng treo trèo, hầm hè. Cũng tại cái thằng nhóc ó đâm này mà xa cả. Thằng nhóc con rừng mỡ này có làm gì được đâu. Đã bảo cứ ngủ yên cho thằng già này nhờ. Mẹ kiếp, đồ mắc dịch.